Chào các bạn nha, mình là Thu Thủy Trần đây. Giới thiệu với các bạn đây là hồng dẻo, hồng xấy dẻo đặc sản của Đà Lạt. Cái này là hồng quả hồng vuông chín và được sấy sau khi đã gọt vỏ xong rồi cắt làm đôi và được sấy trong lò bằng lửa đó. Thì cái lò củi thì họ đốt cái củi xong rồi cái hơi nóng, tức là họ sẽ tách cái khói ra ngoài và cái hơi nóng nó sẽ vào trong cái lò. Đặc biệt là không có để cho cái khói vào, nó không có bị ám mùi khói ha, nó lại sấy bằng hơi nóng à, nhiệt độ khoảng tầm 40 tới 50 độ C mà giữ liên tục như vậy trong vòng 2 ngày mới sấy được mấy cái mẻ hồng dẻo như vậy, cho nên nó vẫn giữ được cái độ tươi ngon của cái miếng hồng này, cái độ tươi ngon màu sắc nó như thế này. Rồi à, cái độ mật mật nó tứa ra này đó, nhìn cái miếng hồng nó rất là dẻo, nó rất là mềm một cách tự nhiên chứ không phải một sấy lò điện nó sẽ làm cho cứng quả hồng ha. Đây, đây là đặc sản ở thị trấn Rang Đơn Dương ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều nha.